Chào các bạn, một trận cờ với sát pháp tàn khốc làm choáng ngợp khán giả. Lần đụng độ giữa lão phanh Mạnh Tam Lang Vũ Hữu Hoa và tân đông Bắc Hồ Triệu Quốc Vinh trong giải cờ vô địch cá nhân Trung Quốc năm 2001. Trong cuộc này thì Vũ Cẩm Tiên đã phi tưởng, còn Triệu quả cung pháo ngay. Vũ tới đây đưa mã phải nhảy, Triệu mã tầm tấn 7 thì Vũ chủ động xuất xe để nước cờ lấy xe 9 bình 8, tức rằng Triệu sẽ bị Vũ tiến pháo vào phong tỏa. Bởi vậy Triệu bất động xe trái ngay, dùng binh 7 tấn 1. Vô đưa binh 7 cung đối lên. Giờ chiều, xe 9 mới lộ diện sau. Vô tới đây, mã 8 tiến 7. Tại vì nước cờ dùng binh 7 dốc lên, đổ để về phía của Triệu, phản phong tỏa dễ dàng. Cho nên, dùng pháo 2 tiến lên 4 nước, chẳng làm có được gì cả. Còn tới đây, về phía của Triệu, tưởng 3 tiến 5. Và vô bất ngờ, vẫn dùng pháo để tấn thẳng một mạch. Vì sao lại như vậy? Trong hình cờ này Triệu tìm cách đưa cánh phải vào linh hoạt, mã 2 phi thành quải giác, vô xe 9 tấn 1 để khởi hoành. Triệu tiếp tục lấy xe 1 bảy 3, chuẩn bị là ủi trước này lên để có thể đưa xe nhập cuộc. Nhưng bị vô bệnh xe vào một nước gây khó khăn, pháo đã bị đánh đuổi, bởi vậy sĩ phải bổ là tất nhiên. Và đây cũng là nguyên cớ hình thành ra một điểm rất khó chịu về phía trận đồ của Triệu lão. Quân ngựa quải giác chẳng biết giải quyết sao cho êm đẹp cả. Tới đây quyết định của vô là binh 5 tấn 1. Giờ Triệu dùng pháo 2 lại kê vào. Âm mưu khá rõ ràng cho đoàn cờ hoặc là chốt 3 tiến 1 để công mã, hoặc là lấy C3 bình 2, cần ít nhất đưa một trong hai cánh triển khai. Còn không thể nào cứ chịu đè nén kiểu này mãi, sớm một gì cũng bại cả. Vô vì ngăn cản cho nên mã 7 tiến 8 đủ để ngăn chặn. Triệu dùng binh tiến 1, tức là nếu như đối phương vô lấy chốt này thủ tiêu cũng chỉ cần dùng pháo vọt tường trước, rồi xe này sẽ chém chốt sau. Tử dưng Triệu lại cởi bỏ được thế trận, đâu có dễ dàng. Vô xe 6 cao lên ngay. Giờ Triệu Quốc Vinh nếu như binh này tấn diệt thì xe 6 cũng chỉ cần binh 7 giam cầm luôn cả pháo xe còn lại. Cho nên về phía của Triệu đã tìm ra một cách hay, tức là gì? Binh 7 tấn 1, đoạn là vô không còn cách nào, binh này tiến diệt, rồi mã 7 phi lên đường 6 để bắt đôi. Kiểu gì hoặc là xe hoặc là pháo đường 2 cũng toi mạng cả. Trong hình cờ này, quyết định của vô là binh 5 tấn 1. Và hẳn nhiên Triệu Quốc Vinh không thể nào lấy xe 8 diệt pháo được, khi mà chỉ cần để nguyên xe vậy mà đổi chốt 5 bình 4 để diệt mã. Chẳng những rằng không làm được gì, không bắt được quân nào, mà còn lại mất đi một chốt, binh 3 kiểu gì cũng vượt được tuyến thành công, e rằng Triệu sẽ vất vả trùng trùng. Cho nên cũng là lý do để đáo quân đành phải mã 6 thoái về đường 8 ngay. Rồi Vũ Hoa dùng binh 7 tấn 1 chuẩn bị thêm một nước cờ để yểm trợ. Triệu cho hình cờ này lấy tường tấn diệt thì vô cũng chỉ cần đưa binh tràn qua hà. Triệu chẳng còn cách nào khi chín người đường 8 trước sau gì cũng rơi vào tay của đối phương. Cho dù lấy xe 8 tấn 1 thì binh này vẫn tiến lên gọi án tử như bình thường. Tới đây đành phải dùng binh 5 tấn 1 mà diệt. Rời vô đưa binh tấn lên ngay. Triệu Quốc Vinh lấy tường đảo về phòng ngự. Vô mã 3 phi vào trung lộ. Triệu mã 4 tiến 2. Cuối cùng thì vị trí ngay trên đầu tường, Triệu Quốc Vinh đã giành được. Lựa chọn của vô cũng vậy, là mã 5 tiến 3 trước. Giờ Triệu mã 2 tấn 3. Vô tới đây dùng mã này diệt luôn cả binh trung lộ. Và Triệu lão lấy pháo 3 bệnh ra đường 1. Tới đây vô xe 2 tấn lên 3 nước. Quân ngựa này thì đằng nào chẳng mất mạng, cho nên cũng là lý do vô còn chưa thèm đếm xỉa, tích cực để điều động xe mã ở vị trí linh hoạt nhất có thể. Tới đây Triệu lấy pháo 4 bằng 2 mời đổi. Và vô không đổi, mã 8 tấn 7 ngay, tìm cách có thể đe dọa ngược lại vào pháo đường biên của Triệu. Triệu trong hình cờ này dùng pháo 2 tấn lên nhằm có thể phá thế liên hoàn của đôi ngựa. Vô lấy chốt này thủ tiêu. Giờ Triệu đưa pháo cuột vào. Vô mã 7 rời về, giờ tìm cách lộ diện đường xe bằng đường 2. Vô cũng chỉ cần pháo 8 bằng 7 gã vào lập tức. Giờ tiếp tục Triệu xe 2 tấn một mạch nhòm pháo 7, thì chỉ cần pháo 7 dâng lên, cả xe bên kia, cả ngựa cánh bên này đều không thể nào linh hoạt. Còn nước pháo mà tốt nhất vọt lên binh thì cũng đã bị nước cờ cao xe đầy cao cường này của Vũ Hoa chiếm đóng từ trước. Bởi vậy về phần của mình, Triệu lão cũng còn thế tứ tử, nhưng chỉ có xe đường 2 là đi được. Rời về vài nước để đánh tử vỏ binh, thì Vô ngay lập tức đưa mã 5 quay đầu về giữ mạng. Triệu đưa mã 3 cũng thoát để nhân tiện đuổi xe tìm kế khác. Sau khi vô dùng xe này tấn thẳng một mạch, Triệu dùng mã 5 tiến 7 ngay, cản ngựa
để lấy cả hai xe đe bắt vào bên của mình. Vũ biết vậy, cho nên lấy xe hai bênh bày, chấp nhận cho đối phương thủ tiêu, giờ chờ đợi cho một cơ hội tiến công của mình. Vậy thì âm mưu chính thức của nước cờ này sẽ là gì? Nếu như chiều xe 8 tấn 3 nước, Vũ chỉ cần đưa pháo 7 tách biên, một lấy xe này đe xét cổ, hai là quân pháo đường biên của chiều vì vậy mà mất mạng, đương nhiên là một thế bại cả 10-10, cho nên không thể nào lấy xe chém chốt, bắt được binh nhưng pháo biên cũng không còn. Còn cách thứ hai điều hóa giải, sau khi đã phát giác âm mưu vừa rồi, binh biên tấn 1 thì cũng vẫn vậy, pháo 7 tạt biên rồi vẫn ra đi như thường. Cho nên hoặc là pháo 1 kê vào nhờ xe này yểm trợ, nhưng biến cờ này, pháo 7 chỉ cần bình 6 mà thôi. Rất khó để nỡ nổi là xe 7 cắm lên rồi xông xe gọi hồn, tại vì sĩ này quay đầu về thì cũng chỉ cần đưa xe này tấn thẳng một mảnh, rồi sĩ 6 tiến 5 đưa pháo bắn sĩ ngay. Kinh thành của triều bởi vậy mà rào rác, đương nhiên không còn gì để cầm cự với thế quân này cả. Cho nên cũng là lý do, cách khác thì ngay tại đây chỉ có thể đưa xe 2 quay đầu về. Lúc đó thì sao, chốt 2 chỉ cần đưa vào. Rất khó khăn và gần như là không tưởng để triều Quốc Vinh có thể qua nổi với thế công của áp đảo của đối phương. Bởi vậy cũng là lý do trong thực chiến thì không thể nào sau khi Vũ Hoa lấy xe 2 bênh bảy mà triều có thể rảnh tay để chém chốt. Cần phải phòng ngự. Tưởng năm đã tiến 3, gần như ông cũng phát giác kịp thời, nhưng bị Vũ Hoa tới đây vẫn lấy pháo tách biên để đe dọa, giờ cho việc bắt tử vào pháo biên, mà đương nhiên triều không thể nào đưa pháo này tấn lên được. Khi xe đối phương cũng chỉ cần chém tưởng trước, rồi có thể đe lấy một thế sát cực hiểm, mà trước sau pháo này có thể chạy. Nhưng sĩ 6 chỉ cần bổ lên, rồi tiếp tục phải giải vây, thì chắc chắn quân ngựa này cũng mất mạng. Và đây vẫn là một thế bại cho triều Quốc Vinh, khi mà vừa vỡ tưởng, còn quân lực của đối phương thì quá đông đảo. Một chút lúc này lại trở nên có giá hơn cả. Hoặc là chỉ cần xe 3, 7, 5, triều tướng bắt pháo trung lộ, chỉ nghĩ tới khúc này cũng đã đủ mệt. Hoặc là quân tưởng này cũng sẽ bị bắt gọn nếu như xe 8 dâng lên. Cho nên cũng là lý do trong thực chiến thì cần phải tìm ra một phương án khác. Tới đây lựa chọn của triều lão, dùng mã 7 quay đầu, đuổi vỏ xe ở một vị trí rất hiểm hóc của Vu. Vu tới đây không phải vì vậy mà chạy trốn gấp, đưa pháo này vỗ chiếu ngay. Sĩ này buộc phải di tản, rời về, rồi lại đưa xe 6 bệnh sang gọi án tử. Quân ngựa này kiểu gì cũng toi mạng, và sát cục của Vu cũng đến đầy tự nhiên. Cho nên chỉ đánh tới đây, triều buông cờ, nhận thua. Ở một vòng đấu khác, chúng ta sẽ được chứng kiến một trận cờ với xét pháp ma mị, có phần nào quái gở. Hãy cùng xem lần gặp giữa Trịnh Nãi Đông và Đồng Húc Bân. Trong cuộc thì Trịnh cầm tiên, pháo phải dĩ giang. Đồng thấy vậy, pháo 2 đưa vào trung lộ. Giờ Trịnh bất ngờ, chuyển thành thuần pháo để tiến công. Nhưng bố cuộc cũng tương đối rõ ràng là ngũ lục pháo trận, nếu như nhìn nhận theo một cách ngược tay. Đồng tới đây đưa mã nhảy, Trịnh dừng mã 8 tấn 7, thì Đồng tranh thủ lộ diện trước đường xe. Trịnh Nãi Đông đưa ngựa phóng lên, chuẩn bị xe đường 1 có thể ra trận, gây sức ép vào cả một cánh còn lại. Cho nên Đồng Húc Bân dùng mã 8 nhảy biên lại. Trịnh đưa xe bình 2 đánh đuổi, thì Đồng lập tức lấy xe bình 8 giữ căn. Rồi Trịnh Nãi Đông đưa bình 7 tấn 1, Đồng cũng mở chốt biên của mình, để chuẩn bị đưa xe 2 cao lên hạ, chiếm giữ một đường ngang quan trọng. Vào mã 9 tiến 8 đuổi bắt xe, Trịnh Nãi Đông tới đây dùng pháo 4 tiến thẳng một mạch, làm cho thế trận của đối phương bắt đầu đã xáo trộn. Chuẩn bị sẽ là gì? Dùng pháo này tiêu diệt vào một trong hai ngựa. Nếu như ngựa đường 3 mất mạng thì trung binh không còn, còn quân mã đường biên mà ra đi thì sau mà đổi xe pháo trên đường 8 của Đồng không còn căn, và chính là cơ sở mà Trịnh chiếm được phần ưu của mình. Cho nên Đồng dùng pháo 8 bình 7 giải quyết cho nguy cơ của mình. Trịnh Nãi Đông lấy xe này tấn đổi mã 9 quay đầu, rồi lại tiếp tục đưa xe 9 khởi hoành lên ngay. Thấy vậy Đồng di 4 tiến 5 đuổi pháo, pháo này quay chạy đe ngược vào bên. Tất nhiên là quân binh đường 3 sớm muộn cũng rơi vào tay của đối phương. Đồng mã 8 nhập cuộc. Thấy vậy Trịnh đưa xe 9 bệnh sang. Sau khi đối phương đưa xe này thỏ lên, ít nhất là câu chuyện dùng binh này tiến 1 kích đổi mà thoát được. Cho nên Trịnh Nãi Đông đưa pháo 4 bệnh 7 vọt sang, nhân tiện để đe tưởng. Tưởng 3 đã tháo chạy, rồi lại tức khắc đưa mã 7 phóng bật lên cửa hạ. Đồng bệnh xe vào ngăn chặn. Thì đối phương lúc này Trịnh dùng mã nhảy xuyên đường tâm, nhầm lại pháo 7. Pháo 7 khép vào đuổi lại xe, thì quân ngựa này đã được lệnh tiêu diệt vào pháo trung lộ. Đồng đành phải gác tưởng lên,
rồi lại tiếp tục C4 tiến 5. Đồng đưa mã 9 tấn 8, ít nhất là đe dọa được chốt, bởi vậy binh này tấn 1. Đồng chỉ cần binh 7 tấn lên mồi đổi. Chỉnh nãy đồng đưa C4 tấn lên đường hạ. Để ngăn cản đối phương, sẽ lấy mất con đường 7 nếu như cứ chủ động dừng binh 3 tấn 1. Lúc đó quân ngựa này rất khó để hóa giải. Còn tới đây đồng đưa mã 8 thoái đường 7, chuẩn bị cho một con đường phát triển khác, uy lực hơn, là dùng mã 7 tiến 6 bắt đầu xe xung trận. Bởi vậy tới đây chỉnh đã C4 tấn 2 trường. Và chỉ cần đồng đưa binh 7 vượt tuyến thành công, không tiêu diệt, ắt thành đại hỏa. Cho nên tới đây C4 bệnh 3, nhỏ mã đè luôn cả chốt, đồng đưa xe bệnh ra ngay. Bởi vậy nước cờ kích đổi về phía của chỉnh không còn cách nào cả. Lựa chọn của chỉnh là gì? Bệnh 5 tấn 1 ngay. Đồng lấy xe này thoái thổ thì pháo này vọt sang, giờ chuyển về tàn pháo mã. Nhưng hãy cùng xem cách mà một vị đã chiếu hết ở trong cuộc này. Lựa chọn của đồng binh 7 tấn 1, ngựa phóng thẳng vào trung lộ, chốt đuổi tiếp, ngựa tháo chạy lộ bên kia. Giờ đoàn đưa mã 3 tấn 4, và chỉnh dùng mã 7 cũng phóng lên cửa hà. Thấy vậy đồng đưa mã này nhảy qua đe dọa, nhưng không phải chạy đi đâu cả, mà chỉnh nãy đồng dùng mã 6 tiến 5 lại chém được cả binh trung lộ, đổi quân tiếp tục, hoặc là dùng mã 6 thoái 7 thì quân ngựa còn lại cũng không còn. Và đây là một tàn cuộc mà về phía của chỉnh ít nhất sẽ lời được hai binh. Tức là sao? Có chốt 5 chốt 7 và một trong hai quân chốt ở đường biên cũng rơi về tay của chỉnh, khi phó 5 chỉ cần tạt ra một trong hai lỗ. Bởi vậy tàn cuộc kiểu này e rằng chẳng còn quá nhiều cơ hội. Cho nên lựa chọn của đồng là dùng mã 6 thoái 5 tiêu diệt vào ngựa. Mặc dù thua chốt, nhưng tại vì đôi pháo của chỉnh nãy đồng còn rất khó khăn để tổ chức tiến công vậy, cho nên hy vọng của đồng vẫn còn. Chỉnh dùng pháo tấn thẳng. Giờ tới đây đồng dùng pháo 6 thoái 1. Tất nhiên, mã tạm thời chưa có thể nào diệt pháo được, tại vì pháo 3 chỉ cần cắm lên sức cổ. Nhưng chỉ cần đưa pháo này lánh chạy ra cánh biên, giờ trước sau cũng là tìm cách để bắt lại chốt ngay. Chỉnh nãy đồng, bình biên tấn 1. Thì đồng đưa pháo 6 tách ra đe dọa. Chỉnh lúc này cũng tranh thủ, pháo 3 quật được thêm một chốt. Đồng ra tay vào binh còn lại, giờ tiếp tục mở binh biên. Đồng, binh 9 tấn 1. Chỉnh tới đây đưa pháo lệch vào. Đồng đưa mã 7 tiến 8 phát triển, cần phải đưa ngựa qua hà thì mới có thể tiến công được, nhưng cũng có được và mất riêng. Tới đây chỉnh nãy đồng binh biên tấn 1, quân lực còn lại gần như không ai lo cho chức năng phòng ngự cả. Đồng húc bần vẫn mải mê tiến công, pháo 9 cầm đáy, tưởng 3 bổ trung lộ, giờ lại tiếp tục mã 8 tấn 7, thì chỉnh nãy đồng dùng pháo 8 quay đầu về phòng ngự. Đồng thấy vậy đưa chốt lệch vào, giờ chỉnh nãy đồng binh biên tấn 1 đến đe tưởng. Đồng mã 7 tiến 9 ngay. Chỉnh tới đây dùng chốt này thủ tiêu không ngần ngại. Khi quân tưởng kiểu gì cũng mất mạng cả. Việc thoái về đáy lúc đó thì đối phương cũng chỉ cần hoặc là dùng pháo này tấn chiếu, hoặc là dùng chốt này tiến lên được. Còn tới đây, đồng húc bần sau khi mất một tưởng, nhưng mã 9 tiến 8 để tạo ra nước cờ đe dọa. Chỉnh nãy đồng không phải là thoái dĩ về mà đã thí một tưởng cho đối phương. Bởi vậy thế công của đồng húc bần gần như đã bị tê liệt. Trong cơ này đưa pháo quật vào trước, rồi lại thoái về, rồi tạt biên đi một vòng tròn như vậy. Nhưng trong thời gian này thì về phía của chỉnh tường 7 tiến 5 là thay thế quân tường còn lại, đuổi pháo, pháo tháo chạy, rồi tiếp tục lại đưa binh vào. Tới đây đồng húc bần 6-7 thoái 1, chốt này tuấn lên lại đuổi tiếp, chốt đối phương đã lột, chuẩn bị có thể đưa vào là một cái sát đầu chiêu. Khi lúc đó pháo 8 chỉ cần cắm thẳng, bởi vậy không còn cách nào đưa tướng quân xuất công. Và chỉnh nãy đồng dùng pháo kê vào, chuẩn bị lấy chốt hoặc là sĩ làm ngòi. Đồng húc bần mã 8 thoái 7, chỉnh lại bình rốt giang, không thể nào vào tướng được, tại vì sát chiêu là chốt 8 bình 7, một lão chốt sẽ lập được công to. Bởi vậy cũng là lý do cho hình cơ này sĩ đành phải gác lên vậy. Chỉnh đưa bình tấn 1, chuẩn bị đánh thẳng vào sĩ, đương nhiên đồng cũng sẽ bại trận. Bởi vậy pháo 7 đã phải kê sang. Nhưng không ngờ chỉnh nãy đồng chỉ cần chốt 8 bình 7. Và thành ra là một thế sát vô cùng độc đáo, chỉnh nãy đồng đã sớm ca khúc khải hoàn. Còn tiếp tục là một trận cờ với cách tấn công rất đẹp, lần gặp giữa Vương Bân và Lê Đức Chí. Cũng ở giải đấu này, trong cuộc thì Vương Cẩm Tiên pháo phải nhập trung, Lê mã 2 tấn 3. Vương tới đây đưa ngựa phát triển, Lê chủ động bình 7 tấn 1. Vương lấy C1 bình 2, Lê đưa về phản cung mã, Vương Bân binh 7 tấn lên, thì Lê mã 8 tấn 7.
Vương Bân dừng pháo để dĩ giang. Thấy vậy Lê C1 tấn 1 khởi hoành để dựa vào việc pháo đối phương lấy làm cơ hội xuất động. Tới đây Vương Bân dừng mã 8 tiến 7. Sau khi đối phương bành xe vào, anh lập tức đã dừng pháo 6 tiến lên 2 trường. Cũng là một lối đánh tích cực để ngăn cản đối phương dùng xe này thỏ qua quấy rối vào quân ngựa đường 7 của mình. Vở thứ hai chuẩn bị cho một phương án rời hình cơ bản. Tới đây Lê dùng pháo 2 tấn 1 mạnh, chuẩn bị là bành vào, ém ngựa, đuổi pháo hoặc là dùng pháo này vượt được chốt bên kia. Cho nên Vương Bân lấy pháo này bành sang đuổi xe trước. Xe 4 đã bành 2, giờ tiếp tục xuất xe đẩy tự nhiên để giam cầm. Bởi vậy pháo xe không đi được. Lê tới đây xe 9 tấn lên khởi hoành, giữ căn cho chủ lực. Thấy vậy Vương Bân tưởng 3 đã tấn 5, rồi Lê đưa ngựa phóng lên cửa hạ. Thì Vương cũng dùng xe tấn một mạch khiêu chiến ngay. Đuổi pháo thì pháo này đã đưa vào trung lộ tìm cách để đánh trả. Lối cờ của Lê Đức Chí cũng tỏ ra đầy ngoan cường. Nhưng tới đây Vương Bân đã điều xe vào, thừa chừng như cổ võ cho đối phương vậy. Sau khi mã 6 tiến 5 thì Vương đưa mã này tấn diện. Rồi tới đây đưa pháo quật lên, sĩ 6 bổ. Rồi tiếp tục tưởng 3 phải liên kết ngay. Còn đánh chẳng thì quân ngựa này đương nhiên là toi mạng. Còn tới đây Vương Bân lấy pháo 6 quay trở về, mã đuổi pháo trung lộ. Thì pháo này của Lê đã được lành, vọt thẳng ra chốt biên để đe dọa. Dọa ra việc lấy xếp bình 8 trước, hoặc là dùng pháo này để lao theo sau. Cho nên cũng là lý do mà Vương Bân lấy xe 4 bình 2 để ngăn chặn. Nhưng cũng chỉ cần chờ có vậy, Lê đã lấy được con đường 2 của đối phương khá dễ dàng, lấy xếp bình 8 mời đổi. Không đổi thì thấy công này quá lớn mạnh, Vương khó cầm cự, lấy xe này tấn đổi. Xe này diệt sang, rồi lại tiếp tục mã 7 tiến 5 phi vào trung lộ, đương nhiên là một đòn cờ khiêu chiến kích đổi rõ ràng. Khi pháo tới đây có thể quật vào ngựa, nhưng chiến pháo còn lại thứ nhất là bị bắt gọn, thứ hai là một tiên cờ đuổi pháo trung lộ, cho nên pháo này phải chạy đi. Thì việc tới đây về phía của đỏ cũng chỉ cần lấy xe 8 tấn lên để có thể tiến công vào mã còn lại. Lê rõ ràng rất khó chơi, bởi vậy cũng là lý do không đổi mà Lê dùng pháo 2 bành 7 để chém chốt ra một thế công mà với hình cờ hoa sĩ tưởng gần như Vương Bân rất khó khăn để phòng ngự. Đầu tiên là phải dùng mã 5 tiến 4 để thoát thân trước, đuổi vào pháo. Thì Lê tới đây pháo 7 lại kê sườn, chuẩn bị kỹ càng cho một âm mưu tàn ác là pháo 6 chỉ cần tiến 2 trường coi trời mới đỡ nổi nước cầm pháo này. Cho nên Vương Bân lấy tường đảo về ngay. Thì Lê xe 8 tiến kỳ hạ, chuẩn bị cho đòn cờ lấy xe 8 bành sang bất ngờ và pháo vì vậy mà toi mạng. Cho nên pháo này chạy đi trước. Thì Lê lúc này đã mở binh 5, Vương Bân xe 8 tấn 7 đuổi mã. Thì quân ngựa đã phóng thẳng vào trung lộ, Vương cũng chỉ cần pháo 6 bình 5 tìm cách để đánh trả. Ngựa này chẳng còn có lộ nào để đi cả, bởi vậy xe 8 buộc phải kê vào làm dày. Thì Vương Bân pháo 6 tấn 1 mạnh, chuẩn bị là chém thẳng một trong hai quân chốt ở đường biên. Tới đây lựa chọn binh biên này thoát thân là tất nhiên. Khi pháo nổ sang, thứ nhất là kết hợp với xe ra một đòn chiếu rút uy lực, vừa thứ hai đánh đuổi vào mã trung lộ. Còn tới đây thì sao? Vương Bân bất ngờ dùng mã 4 tấn 5 mà diệt, để cho Lê lấy tường 7 thủ tiêu, xe này khử vào ngay. Xem như cả kinh thành của Lê Đức Chí bắt đầu đã rung lắc dữ rồi. Tới đây sĩ 6 tiến 5 và đòi lại mã, Vương Bân chiếm thế thượng phong hoàn toàn. Trong cờ này Lê lấy xe 5 bành sườn, Vương dùng xe này để chém chốt, vừa chốc pháo vừa chuẩn bị có thể đe lấy nước cờ cầm chiếu ngay. Để cho chiến pháo này phòng ngự, Lê Đức Chí dùng pháo 9 bình 1, thì Vương dùng xe này tấn chiếu, pháo sườn quay về, rồi lại tiếp tục đưa pháo 6 bình 5. Mất xe không bằng quẻ tưởng, kinh thành lúc này đã ráo ra cả, chỉ còn cách đỡ tung sĩ lên. Thì Vương Bân lại lấy xe quay đầu đánh đuổi, pháo này tấn chiếu, tường 7 ném biên, không làm được gì cả. Lê rất khó chơi, dùng binh 5 tấn 1. Thì Vương Bân đưa pháo 5 tả ra, sĩ 6 buộc phải quay đầu. Rồi tiếp tục thì Vương Bân đưa C1 bệnh 2. Lúc này thì Lê dùng pháo 6 tiến 2 trường tìm cách đưa tướng quân xuất cung mà hóa giải, nhưng rất khó khăn. Khi đối phương chỉ cần lấy xe này tấn chiếu, pháo buộc phải quay đầu, rồi pháo biên tấn lên để chuẩn bị gọi án tử, ít nhất là chiến pháo đường sườn. Bởi vậy Lê không còn cách nào, bệnh 5 tấn 1 nhầm lại pháo trung lộ. Thì tới đây làm gì về phía của Vương, pháo 5 bình 8 là một thủ thuật rất cao cường. Khi không có cách nào để ngăn cản đối phương chọc lên, ít nhất là nước cờ rất cổ. Bởi vậy,
Lê chỉ còn cách sĩ năm tấn lên, thì Vương Bân dùng pháo này tiêu diệt, mất đi một quân, thế bại ngày càng rõ ràng. Không những vậy, chuẩn bị cho một đòn cờ dùng pháo này có thể rút để lăn, tướng năm tấn một hóa giải, thì Vương lại rơi về, tướng quân thoái một, đưa pháo 4 tạt ra đường biên. Chuẩn bị là pháo này cắm chiếu trước, rời sĩ 4 tấn 5, thì lúc đó xe này mới tiến chiếu sau, và rút về, thì đương nhiên chiến xe này to mạng, cho nên đưa tướng quân để trốn chạy, còn nước thì còn tát. Và Vương Bân kết thúc rất gọn gàng khi pháo này nổ thẳng vào sĩ ngay, để chuẩn bị đe dọa là pháo 8 cắm thẳng, chẳng còn cách nào tướng 6 phải đưa vào trung lộ, thì pháo 6 lánh tạt ra đường biên, không đỡ nổi nước cờ tiếp theo cho dù đã thế trước, Lê tới đây buông cờ nhận thua. Những trận cờ rất hay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.